mai con về nhà chuẩn bị đi chơi như là chiều khi phép con lãnh lễ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật tất cả thầy thấy cái này nó không khó, nó chỉ có cái pháp như lý chắc ấy, như sinh lý của pháp lý con, nên sinh lậu hoặc vốn con người mình cũng có lậu hoặc, lậu hoặc tức là tiền não và thờ ghét, đó là lậu hoặc, mà muốn cho nó được lậu hoặc thì vô lậu đó, tâm vô lậu cho nên tâm sinh lậu hoặc tức là có những lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh đó là sanh đã sanh diệt. Ví dụ như bây giờ tâm mình bình thường không giận không buồn thì hết thân mình không đau nhức chỗ nào đó là không có lậu hoặc, nhưng mà nó chưa có lậu hoặc thì không có đau nhức chỗ nào mình sạch thì đó là lậu hoặc. Tâm mình nó có phiền não giận là buồn phiền lo lắng đó là lậu hoặc, mà giờ nó chưa có thì người ta cứ tâm bất đắc gì là mình cứ ngồi ít nó ý lâu lâu nó ý chừng một phút hay là rửa phút nó ý rồi kéo dài thêm rửa phút thì là nó ý một lần chưa có gì hết thì và cứ như vậy mình tu ngày này qua ngày khác đi trong vòng năm sáu tháng thì nghĩ trong cái ấy thì mình tăng nó bất động nó thanh thản nó vô lậu, nó hiện ra càng lúc nó càng tăng cái thời gian dài. Mới đầu thì một cái chiều nào đó ngồi một phút thì ấy một giờ hai giờ ba giờ thì nó sống mãi với mình cái tâm vô lậu tức tâm tạng chính tại cái đầu hoặc là chính tâm bất đắc vô lậu, không phải là mình chính cái gì mà cần mới đầu ngồi đây thì cũng nghe cũng thấy cũng biết cũng có được suy nghĩ nhưng mà nó không có phiền não, nó không có làm cho mình khổ, chứ không phải việc tới cái ý thức của mình hoàn toàn nó không có phiền não, nó chỉ có cái lặng lẽ của nó thì như vậy mình sẽ thành tư đá sao không biết gì nó suy nghĩ gì đó sao có suy nghĩ con nhưng nó có lợi lạc đâu, con người mà nó có suy nghĩ ý thức của mình mắt cũng thấy tai sẽ nghe ý sẽ suy nghĩ chứ mà sao mình diệt nó thì nó cho nó suy nghĩ như vậy mà tôi mình có thành suy nghĩ mình tưởng đó là cũng là cái ý thức không suy nghĩ nhưng mà nó không suy nghĩ như vậy thì nó khoảng thời gian bao lâu nó sẽ có những cái trạng thái khác, cái ý thức nó dừng lại, nó không có nghĩ nợ, nó không suy tư, vì nó cái nhà cái trạng thái đó thì cái tưởng nó cũng như mình ngủ thì cái kiến bao nó sẽ hiện, cho nên vì vậy nó đơn giản lắm, nó không có khó khăn, mình chỉ có pháp lý trong cái tâm mình hay dễ giận hờn, nói gì dễ giận á, bán đi tham tư biết vô bán đi tham tư nguyên nó hết cho để ra 50 bản được thấy thứ quán đi sân tư biết vô quán đi sân tư biết vô ra nó đang mình nương dặn hơi thở, còn nếu mình không nương dặn hơi thở mình sẽ thấy tầng sơ này thì đi việc nào mà thấy được sân tâm bất đắc thành quả năng vô sở à, mình sẽ thấy cái câu rất gọn lắm rồi mình ngồi đi rồi rồi trước mình sẽ thấy sân sân đánh mạnh nó nãy lắm anh nói gì mình hiểu tức giận lắm thì bây giờ là cũng có tức giận ở nhà mình nhắc cái tâm của mình thôi thì ẩn cái tâm của mình để cho nó đừng có sân vậy mà một thời gian sau mình tu từng tháng tâm nhập từng ngày tháng hai tháng đừng có chuyện gì ai nói mình không bởi vì có như lý có như lý các ý thì lậu là chưa sân chứ không sân mình có ý ngay cái tâm thân mình biết mình có cái tật dễ giảm không sân người ta ý vậy mà một tháng sau người ta nói gì không tại vì có người lý tác ý thì lậu hoặc nó không xanh không xanh còn nó đã xanh thì vậy bây giờ mình đang xanh người ta biết nhớ kỹ bây giờ mình thức giận
nhé, sáng mình đi đi, mà đã quá không được ở đây, ở đây tắt bất động, mình ngồi đi, chút có ý nữa, có ý nữa, thêm chút cái tâm sân mình đi, đã là mình có nón sân rồi. Chỉ mình cần nhớ tất ý tâm sân thì đã phát đi, nó đã giảm xuống được rồi, nó hết sân rồi đó. Chứ mình không nhớ, mình tất ý là nó sân đó. Nó của Phật nó hay lắm, mình tất ý cho nó xuống, mình tất ý thêm bằng nữa thôi. Chữ gì được rồi, nó biết là ác pháp rồi, nó không giảm. Nó biết là ác pháp rồi, sẽ làm khổ. Cho nên có những cái lắm lặng là khi mình sẽ được nhớ người. Cho nên cái pháp khi giờ các cụ già đừng có tu gì nhiều, đừng có ngồi thiền kéo chân đau lắm, ngồi trên ghế được là mình nằm nhớ là mình bất động. Tất cả các pháp đều nhân quả vô thường, hết tiền rồi, không có pháp nào là tan là buông xuống được cái trách nhiệm vào nó mà tăng bất động. Cứ làm như vậy mà siêng năng tu tất cả giờ mà tập trung là sinh động. Thầy tin rằng quý vị tu cao lắm là 6 tháng quý vị sẽ sống trong cái trạng thái qua kinh nghiệm của mình, có những người mà đã có sống bất động nó đâu phải khó đâu. Nhưng mà mình cứ mình tu cứ một ngày hai ngày hoặc là ba ngày rồi ra mình biết riêng mình nói chuyện này chuyện kia rồi mình vào mình giữ nó được rồi, nó không vô đầu được cái mình biết tu. Mình biết tu thì mình tu cứ ở mình biết riêng cái chuyện năm nó cứ dài một ngày hai ngày ba ngày thì bác ngồi hoàn toàn nó không khó, nó bất động. Mà khi nó bất động được rồi không đau ốm nữa, nó không còn làm chủ được cái thân muốn chết là nào chết. Không may giờ hở ra chút bây giờ đó, chịu cái đó rồi làm cho mình bữa hai bữa nó hết nữa rồi, làm gan đi thầy đó, gan đi thì nó còn phải qua cái cơn cái dục ăn, nó đã quen với cái cơ thể tới cái giờ đó mà không ăn đó nó chóng mặt nữa, nó mình xả bỏ xuống, còn không thì mới có phát dài. Đầu tiên đó, buổi sáng nó còn buổi tâm nhẹ thôi, đưa mấy con buổi chín, chiều nó con ưu trước. Sau đó mới còn lần lượt, mấy con tu tập cái tâm thấy nó bất động được, nó sáng rồi. Nó được 5-10 phút thôi, chứ tập cần nhiều. Thì lúc bây giờ phải nhất định là bỏ buổi chiều, không uống, phải chỉ còn buổi sáng. Thì buổi sáng 2 đến giờ đi trước, chứ gì cũng được. Rồi sau đó một thời gian tu là cái thấy tâm nó được nửa tiếng đồng hồ bất động rồi thì nó còn bỏ hắn luôn buổi sáng nhất định ăn rồi thì chết nó không thấy đâu mà nó đi tẩy đạo vậy đó. Sao mấy con làm đi rồi mấy con sẽ thấy cái sự thương huyết của mình trí trí dụng mạnh được chi tiết bên trí tập luyện là mấy con sẽ đạt được, không có khó đâu. Cho nên ở đây thầy rất buồn là vì quý vị từ xa đến đây mà xin thầy hỏi mình mà lại không có một tư được cái tệ chết tệ rồi. Bởi vì tu hoài không được thầy bảo bác phòng hộ mắt tai muốn miệng không ý đi ra nói chuyện là sao phòng hộ tai muốn miệng không ý à, không có ý thức mà phòng hộ thì làm sao mà có nghĩ cái này nghĩ kia mà nó nói chuyện. Còn mình tiếp thì phải ý thức phải trả lời phải nghe phải hiểu rồi phải trả lời chứ ta thì như vậy làm sao mà phòng hộ mắt tai muốn miệng không ý được. Cho nên thầy nói nếu về đây mà muốn tu dạy nó đó thì phải giữ hành đầu cư trần. Thầy dạy mà nếu trong 6 tháng mà không tu chứng thầy bồi thường công lao đó thầy được. Mà thầy đúng giữ đúng đừng có vi phạm thì thầy mát 6 tháng sẽ thấy được cái tâm vô lậu được. Thật sự không có vậy đâu có phải tu lâu đâu thì... Cho nên vì vậy đó mấy con lớn tụ trần chỉ là tự lớn tụ trần nghe lời thầy chú mình đã đọc thấy cái duyên thành tu đặc tính, anh còn đọc thấy tại vì quá độ chúng ta có cái trang sử mà viết về thầy Vinh Quang viết về thầy đó. Sau này thì thầy Vinh Quang viết về người chiến thắng là viết về cái trang sử, cho nên sau này khi mà chuyển đổi lại thì đưa vào cho trong cái tập tạo duyên quá độ chúng, cái duyên về quá độ chúng, thì trong đó có cái đoạn không phu thì thì cũng là nói lên cái sự biết trí dụng đặc của thầy để
cho mấy con quyết theo thầy là mấy con lấy cái duyên đó, cái gì sao được cái khó khăn của người của đại lý thì mấy con cứ lấy luôn cái thầy có gì đó, thầy nó la con biết không, thầy cứ la nó thua ta thì nó sẽ mạnh mẽ lên đấy. Nhà cứ như vậy mấy con sẽ tiến bước lên thì mấy con sẽ được chúng ta vừa nó vậy thôi, không có khó đâu thầy, nó thật sự đạo thật dễ lắm rồi. Dạ, thật tế không có cầu tha lực của người nào vô tội. Mà nhớ kỹ là đừng có chỉ ý thức. Ý thức nhất là đập đá. Bởi vì ý thức nó mới có dục ý thức, nó có định ý thức, nó có tệ ý thức, mới có tinh tấn ý thức. Nếu mà chúng ta diệt ý thức chúng ta rồi thì chúng ta lọt vào sạch được. Mà nếu không khéo thì chúng ta lọt vào thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ nghĩa là như Minh Thiền Tông thấy cái tánh biết mình phủ tùm giãn hữu gì vậy? Như ông Bằng Lưu Quận ông nói đó là phải thà vực lọt vào tất cả cái gì khác. Bởi vì ngồi đây bắt đầu đã hết cái niệm ở trong đầu của chúng ta thì nó sẽ lọt vào không vô biên xứ, mà không vô biên xứ không lọt thì nó rất giờ thức vô biên xứ. Thức vô biên mà biết nó vui nhưng không có chỗ nào mà không có biết gì hết. Cái đó là tôi bị tưởng chứ làm sao mà ý thức chúng ta có cái hiểu kỳ lạ vậy. Không thầy phân tích để thấy được chúng ta rơi vào những cái điểm nào, ý tưởng cái điểm nào, cái điểm sai hay cái điểm đúng của đạo. Đạo Phật chỉ có bốn thiền định, cho nên khi mà hồi nãy như hồi nãy thầy nói đầu tiên á là Đức Phật tu á là bốn thiền của Hòa Đạo, cho nên ly dục ác pháp là cái cơ thiền của Hòa Đạo, cho nên ít chế ý thức ta không đúng. Còn tịnh chỉ hơi thở thì nhập tứ thiền của Hoài Đạo là tịnh chỉ tưởng. Thân thì thở mà ông ngồi đây ông tưởng là hơi thở dịch, cho nên sai. Còn cái này hoàn toàn người ta dùng bằng cái định ý đúng, cho nên hơi thở dừng qua hàng đoàn cơ thể thành phân thở. Cho nên Đức Phật khi mà nhập Niết Bàn, Đức Phật vào tứ thiền, xuất ra tứ thiền vào Niết Bàn thì chỉ có định, chỉ có tứ, tứ thiền thì nó mới tịnh chỉ định. Cho nên vào tứ thiền mới tự chỉ hơi thở mới làm chủ được tự chỉ, còn hoàn toàn không phải tứ thiền thì làm chủ. Còn tứ thiền ngoại đạo là nó cảm nhận qua cái tưởng là hơi thở không thở, nhưng sự thật cái cơ thể nó đang thở. Nó là bị lọt bên không rồi thì bây giờ nó tưởng nó thấy nhiều thân không có thở thì nó cho đó cho nên nó bị tưởng. Còn cái này hoàn toàn người ta bằng thở trong ý thức, người ta điều khiển bằng cái lịch ý thức, các lịch ý thức thì giao cái định của ý thức là báo tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền. Lúc bây giờ cái câu đó là câu tắc ý, chứ không phải nói tịnh chỉ hơi thở mà không có phương pháp tịnh chỉ. Bởi vì người ta dùng cái câu tắc ý nó trở thành ý thức lực, mà muốn ý thức lực thì tâm phải vô lậu nó mới có được ý thức lực. Và bây giờ từ cái ngày mình còn lậu hoặc mà mình tu cho đến vô lậu thì ý thức đã ý biết bao nhiêu triệu dạng lành thế đâu vậy, mà triệu dạng lành thì nó phải thở cái lực nó chứ sao. Không hiểu chứ không, còn bây giờ mấy con không chịu tác ý thì làm sao có lực, mà không có lực thì làm sao mà bảo hơi thở tịnh chỉ, còn sao tác ý cho hơi thở tịnh chỉ được. Cho tu tập có khác không? Cho nên vì vậy mà thầy nói cái cơ thiền đầu tiên mà Đức Phật tu là cơ thiền của Hòa Đạo, mà cái cơ thiền mà Đức Phật nhập Niết Bàn là cái cơ thiền nhập vào tứ thiền, đó là nó nằm trong bát chánh đạo là đốt thứ sáu. Cho nên thầy gọi tứ thiền của Phật là tứ thánh định, còn tứ thiền của Hòa Đạo gọi là tứ thiền hay là Phật vô thiền như bên thiền Đông Độ đã gọi, đó là phạm phu thiền. Chứ còn tứ thiền mà tâm chưa vô lậu làm sao nhập được, tâm vô lậu mới nhập được tứ thiền, cho nên gọi là tứ thánh định. Thánh là vô lậu, còn mình còn phạm phu là còn lậu quá. Có phải như vậy ai cũng còn giận hờn thì đó là phạm phu, mà một cái người hết giận hờn rồi thì đó là thánh hay sao? Mà thánh thì mới nhập được định thánh chứ, hồi giờ mà mình tâm mình chưa thánh thì làm sao nhập được tứ thánh định. Cho nên trong khi đó chúng ta ở trên tiếng chúng ta ngang á diệt á chánh tiếng, có phương pháp, có ý thức đàng hoàng, có công tác ý để mà ngang diệt từng cái niệm. Nhưng mà khi tất cả các niệm vô nặng hết, nó không khởi niệm nữa, ngồi đây tu tiếng chúng ta trong một giờ mà không có niệm. Mà nếu ngồi tu tiếng chúng ta mà không niệm kéo dài, ý thức không niệm thì sẽ lọt ra trong không vô biên xứ, không được.
buộc lòng bây giờ phải chuyển qua tứ niệm xứ, tâm hết niệm rồi thì phải chuyển qua tứ niệm xứ, thì chuyển qua tứ niệm xứ thì trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên đò quán đò, luôn không quán, thì nó ý thức nó đâu có mất được, không hiểu. Cho nên kéo dài 7 ngày ở trên tứ niệm xứ thì người bị tâm vô lậu đạo mà nó không có ý thức. Chứ còn ở tứ chúng cần thì đâu có quá, chỉ ngày hai gì đâu. Nó mới còn hiểu rõ cái pháp tứ niệm xứ khác mà tứ chúng cần tu ra đó. Chứ không phải hai pháp này giống nhau đâu. À, mà trên tứ niệm xứ tu tập được vào cái trạng thái tứ niệm xứ rồi, tâm bất động rồi thì mới nhập tứ thánh định. Tâm vô lậu rồi mới nhập tứ thánh định thì mới nhập được định, chứ đâu phải dễ. Mấy cái pháp phù hợp nó đi tìm được, mà nó ở trong bát chánh đạo không hoài lắm. Như vậy chúng ta tu đúng theo pháp này. Còn tu mà hoài pháp chánh, bát chánh đạo thì người đó tu sai. Bởi vì bát chánh đạo là đạo đế, là cái chân lý của đạo Phật. Cái chương trình tu học của đạo Phật nó có 8 lớp của người ta rõ này. Còn mấy người đi vào cái niệm Phật, nó nằm ở cái lớp nào đâu? Nó đâu có nằm ở lớp nào được đâu. Rồi bắt đầu bây giờ ngồi dừng cái ý thức của mình không có niệm thì nó nằm ở lớp nào để bắt cái đạo, nó không có nằm lớp nào của bắt cái đạo được hết. Cho nên nó có phương pháp ở trong mỗi một cái lớp nào của đạo Phật thì nó có. Ví dụ như cái lớp chánh định tánh thì chúng ta biết là tứ chúng ta ý thức Phật đã xác định trong kinh Như Thị rồi, mà nói chánh niệm thì chúng ta biết tứ niệm xứ, mà nói chánh định chúng ta biết tứ thiền, nó rõ. Mà nói chánh kiến thì chúng ta biết học giới luật, có phải không? Mà nói chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chúng ta biết học giới luật. Giới luật học nhiều lắm chứ đâu mà học được, có phải không? Mấy bạn thấy chưa, lớp nào nó ra lớp nấy chứ không thể nào đi sai lớp của đạo Phật mà chứng đạo được. Cho nên Đức Phật mới nói giới tỉnh tuệ, chưa học giới mà vô ngồi ức chế ta mà định như thế nào được mà đâu. Cũng như bây giờ mình chưa học giới mà mình vô mình ngồi tu chứ chúng ta mình lấy cái gì, mình mang cái gì á. Nhờ cái tiêu kiến giải thoát bằng giới luật, cho nên chúng ta ngồi từng tâm niệm chúng ta thì do cái sự biết giới luật đó nó làm cái gì đó cả. Không thông suốt giới thì làm sao lấy cái gì mà hiểu biết để mang gì đó. À, thì nó có lớp lạc, nó có phương pháp đàng hoàng. Chứ không muốn tu chỗ nào tu cũng nói đạo Phật được hết. Còn là dừng mấy con bị cái nhãn hiệu đạo Phật, cái chuyện Phật là pháp đó là đạo. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con thấy rõ ràng tính sách của đạo Phật. Tại sao những cái pháp không phải của đạo Phật mà bây giờ chúng ta kết tập vô của đạo Phật? Không phải bây giờ kết tập vô nè. Về thiền thì bốn thiền. Rồi những cái pháp mà Đức Phật tu về định tưởng á, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, chi tưởng chi tưởng xứ, vô sở xứ, tất cả những cái pháp tưởng này Đức Phật tu cũng giải thoát ném bỏ. Bây giờ kết tập vô tình đọc tình sách Phật có đủ thứ đó. Vậy thì cái người kết tập tình sách này có phải người tu chứng không? Đâu tu chứng. Vua A Dục có tiếng chưa? Mà bắt đầu từ Vua A Dục mới có tình sách, mới có khắc bản, mới có tình chữ. Chứ còn ông ta viết, ông chỉ kết tập bằng miệng thôi, ông nói thì không có chứng được. Không ai ông có thờ cái viết, ông tới tập thì bây giờ ông Anan lên đọc cho chúng nghe. Thôi nghe rồi thì lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia. Nó nhớ cái sao, làm sao mà nhớ. Tới vua Việt mới sẽ tập bằng chuyện. Lúc bây giờ mới phát lên đi đá để sợ mất những cái lời chúng ta giả được. Thì trong khi đó các học giả này, cái hiểu của mình sai lệch thì phải ghi vô hết. Mà hiểu sai lệch ghi vô hết, cho nên bây giờ từ cái không vô viên xứ, khi chủ khi di tưởng xứ Đức Phật nhập đã xả bỏ và không có kinh nghiệm tu, cho nên không biết tứ thiền là thiền nào của đạo Phật, mà tứ thiền thiền nào của ngoại đạo, kết vô một bè vô vậy. Bắt đầu bây giờ sau này chúng ta đọc thần thiết. Đây là thầy nói kinh sách Như Thủy á, tứ kinh sách của đại thừa là toàn bộ kinh sách phát triển do kiến giải của Phật tổ, cho nên mới đẻ ra cái thế giới siêu hình, mới có gọi cực lạc tây phương, mới có pháp thiền tu tiến tánh thành Phật đủ loại. Toàn là các tổ đẻ ra chứ ông Phật không có dạy cái gì đó. Rồi bây giờ mới vẽ ra 33 vị tổ chứ kia. À, từ Đức Phật đưa qua thành qua tổ Tây Viết Nguyễn Từ. À, đây là đọc kinh sách Nguyên Thủy thì không có cái điều này. Mà thế mà tôi đại diện ai vẽ ra vậy nè. Mình phải biết chứ, làm gì con người của chúng ta phải có sự thông minh để nhận diện ra được cái thiên thắc của người khác. Cho nên nói kinh sách của Phật như rừng thì Phật ra rừng đó là rừng của một số đệ tử, cứ mỗi người biết Phật mỗi người biết Phật.
Cũng như đời của thầy, thầy chỉ viết lại những cái ý của Đức Phật thôi. Mà qua cái kinh nghiệm có làm chủ, cái cỡ mà không có làm chủ coi chừng, thầy chỉ dẫn thấy con vào mê đồ mà không tu hành. Từ ra bởi vì thầy khi mà thầy viết cái bộ điều gì chỉ toàn để cái ngõ đầu tiên ai tu chứng là mỗi cái bàn điều gì thầy mà không làm chủ được cái dạng chất thi đức của bạn. Họ muốn đến đây mà muốn bàn thầy thì chúng ta nhất định làm chủ được cái giới cái đó rồi hồi mới nói chuyện. Thầy nói đúng không? Mà nếu mà người nào mà cũng làm chủ nhập vào tứ thiền tỉnh chỉ hai đó ngồi quan toàn không thật hai người đều đúng vậy đó thì hai người sẽ thấy một không thể nghe bàn luận nhau thì bởi vì nó là đúng. Còn hai người mà người nhập định tưởng mà người nhập định đúng thì hai người này sẽ có tận lực thì dập lúc cái liền tức còn thì những thần thông thầy nói đó là cái lý đã rồi đó cái đó làm gì ích lợi gì cho ai gì hết đi ở đây là thể hiện. Cho nên ngày xưa mà Đức Phật mà độ ta viết cũng vậy, ta viết đòi hỏi thầy đó. Đức Phật cắt dĩa ra giữa xong nhận đầu chứ ông giỏi đi với tôi ra được mặt trong này ông đi trên mặt trong lượng không nhưng mà lâu ông ta viết ra nếu mà ông trả lời được nhận ông không biết ông chết em được rồi tâm mình ở chỗ bất đồng thì các bạn nói như vậy hay vậy đó mà mình đạt được cái tâm vô lậu rồi thì mình có ý một cái làm nó đi ngoài không phải thân chúng ta không bệnh mà có bệnh người tu đều là cái gì cái mà 80 tuổi khi mà mình đi vào cái nơi mình niết bàn thì Đức Phật vẫn bị bệnh mà. Nhưng Đức Phật tỉnh giác đã ý đủ trong cái niết bàn. Cho nên hôm nay thầy biết Phật tử về đây có khuyên với thầy những người lớn tuổi chúng ta tuổi nhập trong vòng chừng một tháng mà nỗ lực ở trong thất đường cứ tới giờ nó con cái cho mình một cơn thôi mình nói là sống được đừng nói chuyện không bởi vì nó mình không đầu cư đó thì mắt tai mũi miệng thân ý của mình tiếp viên ra ngoài thì nó tôn trào đi mình xả bao nhiêu cũng vô bao nhiêu nó không hết đâu còn mình giữ mình không nói chuyện tức là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý không nói chuyện thì ý nó đâu có tiếp ra ngoài cho nên vì vậy một tháng hai tháng ba tháng mình sẽ thấy sự kết quả của mình rất nhiều mình đừng có tu lòng vòng cái gì đó mắc ông lắm mà đừng có gò bó ức chế ráng ngồi thiền mà ngồi chiếc già đau chân lắm mà nó đau là tức là đậu quá nó làm chúng ta khổ mình ngồi bây giờ ngồi trên ghế mà tôi nghe nó hỏi như vậy mình biết đâu mà nếu nó bị buồn ngủ có gì đâu mình đi kinh hành dần dần nó tỉnh lại còn không thì mình đi cho nó mau tỉnh hơn thì mình đi ví dụ đi một giờ nhà này thì mình ngồi xuống rồi mình hít thở năm hơi thở rồi mình đứng dậy mình đi một giờ nữa thì mình ngồi cứ đứng lên ngồi xuống một chút thôi buồn ngủ mất mình đi không á mình đi nhẹ nhàng cái buồn ngủ nó cũng tắt cũng được ngồi xuống rồi đứng lên hít thở rồi đứng lên rồi ngồi xuống hít thở năm hơi thở cho nhiều mà cứ bắt cái thân mình đứng lên ngồi xuống hơi đó nó buồn ngủ nó đi mất mà buồn ngủ đi mất rồi mình ngồi ghế chơi thì cũng bơ giác tâm bất không có nghĩ ngợi gì tất cả các pháp đều vô thường không có nghĩ gì không có thương không nhớ không lo không lắng gì hết ngồi xuống hết chơi thì mình ngồi có đất yên mà nó yêu thao thác thì cũng được tâm bơ mà giờ nó kéo dài được một hai ngày đó thì biết là mình đã chứng đạo đã qua cái chứng là chỗ tâm vô lậu chứ nó có chứng cái gì đó mà hãy tâm vô lậu thì nó có cái lực của vô lậu. Cái lực của vô lậu là tứ thần túc. Cho nên khi mà có bốn cái lực đó thì nó dụng ý túc là cái lực đầu tiên. Rồi cái định như ý túc muốn nhập định nào rồi. Cho nên khi đó đã tâm vô lậu rồi đó thì nên nhập vào bốn thiền. Chứ không phải nhập vào tứ thần. Nhưng thầy xin nhắc lại, ở chỗ này là cái chỗ tất cả các học giả nghiên cứu về Phật giáo lấn cấn không hiểu chỗ này là chỗ gì biết thầy xin nhắc lại nếu mà quý Phật tử có đọc kinh sách Duy Thủy có đọc lịch sử khi Đức Phật còn bé theo vua cha trong cái buổi lễ hạ điền tức là Đức Ấn Độ cái ngày xưa khi mà đầu tiên mà
nhân dân mới cài cấy á, thì ông vua đi xuống cài đồ trước để làm cái gương để cho nhân dân bắt đầu từ cái ngày đó thì sau này dân thì ông vua xuống ruộng cài. Thì Đức Phật á, lúc bây giờ còn bé, Đức Phật mới ngồi dưới cây đi theo với cha mà ngồi dưới cây táo rồi ngồi đó ly dục đi ăn pháp nhập sơ thiền, có như tu sơ thiền. Có người nói sơ thiền của đạo Phật tại sao khi đó Đức Phật chưa có biết gì hết mà tại sao lại ngồi ly dục ăn pháp nhập sơ thiền? Sơ thiền trong thời đó có luật sư Hòa Đạo, thời Đức Phật có luật sư, mà có luật sư Hòa Đạo thì phải có sơ thiền, nghĩ thiền pháp thiền trước nữa. Mà thiền này thì bốn cái thiền này là thiền của ngoại đạo chứ không phải thiền của đạo Phật. Tại sao chúng ta biết bốn cái tên tứ thiền mà cái tứ thiền nào của đạo Phật, tứ thiền nào không phải đạo Phật? Thì chúng ta mới phân biệt được cái chỗ này. Một chú bé mà chỉ nghe người ta nói thôi, bây giờ đó các luật sư ngoại đạo họ nói họ muốn mà nhập bốn thiền đó, thì mình muốn nhập sơ thiền thì phải đi dựng lễ hóa nhập sơ thiền. Cho nên chú này chỉ ngồi im lặng giữ tâm, đừng có khởi niệm gì hết. Nếu ngoại đạo vậy mà không có khởi niệm thì nó sẽ coi như mình ly dục leo pháp nhập sơ thiền gì. Chứ bây giờ nói ly dục leo pháp mình biết cách nào mình ly nè, có phải là dừng cái ý thức không? Có phải ai cũng hiểu vậy chứ không có hiểu cách nào khác hết. Nói ly dục leo pháp nhập sơ thiền thì làm cách nào để mà ly dục, làm cách nào mà lý đó pháp, thì chỉ còn có ý thức, đừng có khởi niệm ra thì chắc chắn là lý đó pháp. Thời ngoại đạo thì cái dạng vậy thôi chứ đâu có cách nào khác nữa. Cái câu nói đó rồi cái phương pháp để thực hiện lý dục đó pháp thì không nói, thì chỉ còn mình nghĩ rằng phải dừng cái ý thức của mình thôi. Chỉ ý thức không có nghĩ niệm nghĩ cái ác thì nó là lý dục đó pháp chứ gì. Còn nghĩ thì nó còn muốn cái này muốn kia, còn nghĩ thì còn nghĩ ác pháp, có phải không? Là cho nên vì vậy mà lúc bây giờ thì ai cũng tu theo thiền của tứ thiền của ngoại đạo thì cũng ly dục ép pháp đó, mà ly bằng cách thức chế ý thức nhiều lần. Tôi không thầy nói cái đó là phải suy ngẫm coi phải đúng không. Bởi vì ngoại đạo nếu nói ly dục ép pháp thì cái phương pháp ly dục ép pháp chỗ nào không ai dạy mình hết, thì rõ ràng là phải dừng ý thức thôi. Bây giờ mình suy tư mình hiểu chỗ ly dục ép pháp rồi, chứ lẽ ra ngoại đạo nó có dạy mình ly dục ép pháp phải bằng cách này bằng cách này ngay đây. Thì ông Phật ngồi dưới, tu trẻ ngồi dưới cái tử thằng tám rồi cũng đi dục. Nhưng mà ly có được hay không? Bởi vì ngồi đó để mình tập với vọng tưởng đâu phải dễ, đúng không? Cho nên vì vậy đó, thì khi cái lễ hạ điền đó xong rồi, sau khi Đức Phật đi ra bốn cửa thành với bốn cửa cổ của con người, con già bị hết thì nó xuống cửa thành rồi. Thì do đó mới bỏ cung vàng gì nào sách sửa lên làm vua mà bỏ vợ con, có vợ con nào đi tu thì gặp các vị sư của ngoại đạo, họ dạy nhập ông vua viên sứ, có ba thức vua viên sứ nhà ở phi tưởng phi di tưởng sứ. Cho nên khi mà nhập hai cái định cao nhất của nó là không vô viên sứ và phi tưởng phi di tưởng sứ, tức là bốn cái định cơ tưởng như vậy. Đức Phật nhìn lại cái tầng thánh chưa nó tỏ như kia hết, cho nên thấy tu rất là cực khổ, đạt được kết quả rồi bây giờ nó cũng chẳng hết tham cái gì nên mình mới bỏ rồi. Cũng nghe theo ngoại đạo dạy mình khổ hạnh như vậy á thì nó sẽ giải thoát, nó sẽ để ly dục lẽ pháp, nó hết tham sân si, hết khổ như vậy mình đủ thì cũng khá khổ hạnh sáu khổ hạnh cái đầu của mình. Cho đến khi khổ hạnh đến cái mức độ mà không còn đứng dậy được, đói quá, mệt quá cho nên nằm xuống. Vì vậy mà cái cô bé mà chân dê nó cũng mới nhắc được, phải thấy vị tu sĩ này, vị bà la môn này bây giờ hết ngồi được thôi hết, cho nên mới nhắc sửa độ sửa phật khi còn còn lại. Không cần nhắc là cái lịch sử để thấy là chỗ nào mà sơ thiền của đạo Phật, mà cái chỗ nào mà sơ thiền của ngoại đạo, để thấy cái chỗ này là chỗ lấn cấn của tăng nhập vậy. Nếu bây giờ Đức Phật thấy khổ hạnh không kết quả mà lại khổ thế này, giải thoát. Cho nên Đức Phật không có khổ hạnh, ăn lại một bữa no đầy đủ đàng hoàng, đi tìm cái cội Bồ Đề. Đi tìm cội Bồ Đề, thấy cái chỗ này là cái chỗ thượng tiện nhất, mát mẻ, dễ tu, nhìn ra không thấy riêng.
phải tìm cái chỗ tu cho tốt chứ đâu phải đụng tiếng nào cũng ngồi tu đâu. Cho nên tìm được cái chỗ đó, bây giờ mới ngồi với cụ Bà Đề mới phát nguyện, nếu không chứng đạo thành chứng tu, có không? Thế có, nhớ là cái đúng rồi. Khi mà Đức Phật ngồi lại với cụ Bà Đề tu á, thì Đức Phật nhớ hồi nhỏ mình đi dục nẹt pháp không, con đó có không? Cho nên khi mà lý dục nẹt pháp thì Đức Phật ngồi lại đi dục để nhập sơ thiền. À, bắt đầu bây giờ mà tu lại cái pháp của ngoại đạo là sơ thiền, tự mình nghĩ tu. Nhưng mà trong khi tu ức chế những ý thức như vậy á, thì Đức Phật không có làm sao mà hạ phục được ý thức của mình. Chỉ dùng cái hơi thở ức chế nó. Mà trong khi Đức Phật ức chế, đọc về hơi thở, Đức Phật ức chế cái hơi thở của mình mới đến đâu mà thấy ý cái hơi thở của mình nó dừng mất vậy nữa. Nhưng mà kết quả là không được. Cho nên bây giờ Đức Phật không nương dặn hơi thở rồi. Bây giờ ly dục nghe pháp là làm sao mà cái ý thức của mình, bây giờ đó đâu có nghĩ, đâu có nghĩ cách thức nào để mà tu tập, để làm sao ly dục nghe pháp, đâu có biết, đâu có ai dạy. Cho nên Đức Phật mới ngồi suy nghĩ ly dục nghe pháp. Bây giờ mà cứ ức chế cái tâm mình như vậy á, nhưng mà trong kinh sách không nói được đâu, nhưng mà mình phải hiểu, phải làm qua kinh nghiệm của bản thân mình biết rõ ràng ức chế vậy là sao. Cho nên Đức Phật ngồi với cậu rồi, cho nên từng niệm phải thở ra. Bởi vì phải có niệm khởi ra chứ làm sao mà con người ngồi im như một cây được đâu, có niệm khởi ra. Nhưng mà mỗi niệm được khởi ra thì được các pháp gì vô cùng, cái gì có lớn cả thân của mình hồi bé như thế nào, cái sự tư duy đó nó thấy những cái niệm này đều là được, nó đến đi đến được. Mà khi suy nghĩ như vậy đó gọi là liên dục, chứ không phải ngồi tự chế ý thức. Cho nên Đức Phật sau khi Đức Phật mà dạy đạo đưa ra bốn chân lý, chúng ta thấy được rõ đó. Cái sơ thiền của đạo Phật dạy không còn cái chỗ chế ý thức. Bởi vì cái sơ thiền của đạo Phật là ngao ác diệt sát sanh tử tăng tử tịnh, mới đẻ ra cái pháp tứ chánh Phật. Sau này chúng ta mới có pháp tứ chánh Phật chứ. Muốn vô sơ thiền phải đi từ pháp tứ chánh Phật. Bởi vì cái kinh nghiệm của đạo Phật ngồi tu tập sơ thiền, ly dục né pháp mà không ức chế ý thức. Mà không có cái ý thức thì phải bằng tri kiến giải thoát, tri kiến hiểu biết, tư duy quan sát. Đã còn hiểu. Đây là cái pháp của Phật chứ đâu phải là cái pháp. Bởi vì Đức Phật hoàn toàn pháp của Phật độc lập, không vay mượn pháp của ngoại đạo. Mới đẻ ra được cái bốn tứ diệu đế, bốn cái chân lý, bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo. Bây giờ thầy nhắc lại, khổ thì con người ai cũng có khổ. Phải không? Có người nào khổ, nó là cái chân lý thứ nhất. Mà cái nguyên nhân sinh khổ là lòng ham muốn con người, ai là không lòng ham muốn, đó là cái chân lý thứ hai. Rồi cái tâm niết diệt đế là cái tâm an lạc, cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là ai cũng có hết chứ đâu có người nào có. Đó là cái chân lý thứ hai, thứ ba, phải không? Cái nơi mà tập hợp là cái lòng tập hợp sự đau khổ, đó là ham muốn. Còn khổ thì ai cũng thấy cái tiếng khổ nó hết rồi, sinh già bệnh chết là khổ hết rồi, ai cũng biết rồi. Rồi bây giờ nguyên nhân sanh ra khổ, đau khổ là lòng ham muốn. Không còn cái tâm tham sân si, không còn phiền não đau khổ, thì cái đó là chỗ diệt đế. Nó diệt đế, mà diệt đế thì cái trạng thái bất động thanh thản là vô tự chứ cái gì. Chỗ đó nó còn tham si không? Nó còn có cảm thọ gì trong đó xen vô được không? Vì vậy là nó buông lỏng sao? Đó là trạng thái diệt đế. Mà muốn tu tập trạng thái diệt đế thì cái chương lý thứ ba, chương trình giáo dục đào tạo tức là đạo đế, tám cái lớp học người ta đàng hoàng. Vậy thì đầu tiên Đức Phật vào tu sơ thiền là cái pháp đầu tiên chứ gì? Tại sao bây giờ sơ thiền của Đức Phật bốn thiền lại đặt ở phía sau tám, lớp thứ tám? Cho nên lớp thứ tám có nghĩa là phải qua tám bảy cái giai đoạn rồi mới tới cái giai đoạn thứ tám là chánh định, phải không? Là tứ thiền. Mà tứ thiền mà nó nằm sau cuối cùng, vậy thì đầu tiên thì tu tứ thiền, phải không? Mà sao bây giờ lại dạy người ta phải tứ thiền mà sao? Vậy thì tứ thiền nằm sau đó mới chính là của đạo Phật, hiểu không? Còn tứ thiền mà tu trước là của ngoại đạo. Vậy thì tứ thiền tu trước của ngoại đạo là ức chế tâm. Còn đạo Phật bắt đầu vào tu thì giới luật nghiêm chỉnh, thì năm cái lớp đầu tiên cho từ chánh kiến cho đến chánh mạng thì phải học giới luật thông suốt. Những gì thông suốt cần thông suốt, mà thông suốt giới luật thì tri kiến thông suốt, thì tự cái hiểu biết đó nó thông suốt thì ác pháp nó đã nhiều đã ngang. Mình thông suốt bây giờ, ví dụ mình biết cái tâm mình sân, người ta nói mình sân, mình đã biết rồi thì mình điên gì mình sân cho nó khổ hơn,
mà mình biết các pháp đều vô thường, có pháp nào là của mình đâu, thân này đâu phải của mình, tâm này đâu phải của mình, là của nhân quả. Cho nên mình mắc mớ gì mình giận cho nhân quả làm gì. Khi mà hiểu biết rồi thì mình sẽ được giải thoát. Mình giải thoát tức là ly dục ly pháp trên trên dục, có phải không? Giới luật nó sẽ giúp chúng ta ly dục ly pháp thành công. Còn phần vi tế như thế nào? Bây giờ vi tế tôi ngồi đây từng cái tâm niệm tôi khởi ra. Còn phần khô là người khác, trong người mà mình tiếp giao với mọi người, mà trong giới luật đức hạnh thì nó ngăn chặn đó. Cái tri kiến của mình, mà tri kiến ngăn chặn Đức Phật gọi là tri kiến giải thoát, cái sự hiểu biết giải thoát. Thầy bây giờ không muốn còn phải con hẹn hết, bởi vì ngài là một người, một bậc chủ nhân của con người cả kia, mà nếu cái phương pháp của ngài, cái nền đạo đức của ngài, mọi người chỉ sắp cái đạo đức không lập của mình, thì thế gian này không còn xung đột, không còn gì cả. Cái đạo đức của đạo Phật mà được phổ biến rồi, thế gian không còn. Thì có ai làm khổ cho ai nữa? Không làm khổ mình khổ người thì mới là đạo đạo Phật, mà còn làm khổ mình khổ người thì đâu gọi là đạo Phật được. Những cái danh từ phải cô đọng lại, xác định được cái nơi đạo đức của Phật ra, để giúp cho mọi người sống không, không còn chiến đấu. Đó là biết định của biết đạo Phật giải đạo của con người. Cho nên không lìa con người, ở con người. Mọi người chúng ta không tập người, chúng ta không có biết được. Mà phải tu tập để cứu lấy mình. Không thể để một đời tiếp tục mỗi một kiếp người một đời người khổ hạnh nhìn tưởng là hạnh phúc, nhưng mà càng đi tới là người có tiền nhiều thì khổ theo có tiền nhiều, mà người không tiền thì lại khổ theo tiền không tiền, không ai là khổ. Có tiền nhiều quá không biết bây giờ không sợ trộm cướp rồi, sợ gửi ngân hàng không biết đây rồi, nó sao đủ thứ được rồi, nó đâu có yên tâm đâu. Còn người không, người nghèo quá không tiền thì biết ngày mai đi, biết còn hôm ăn áo mặc còn khổ, cái đời nó khổ đến đâu. Chỉ có người tu giải thoát cái này là xong rồi, à, cái áo này rách không có sợ đi ra mặt người ta cười dặn lên thật tuyệt vời. Cơm ngày mà không có ăn thì sao cả cây tỏ ra cái gì ăn cấm ăn, không cần gì ngon ăn được không? Mà khi ăn như vậy thì những cái nghĩ là con bò ăn cỏ nó sống được, không ăn cỏ nó chết bao giờ đâu, thôi mình cũng tập ăn cỏ đi rồi dần nó quen thì có gì. Mới còn thấy thầy tập ở trên phòng đó chuyện là ai à, không chính tha nó thành con bò rồi. Mà nói con bò ăn cỏ không bổ sao, bổ chứ không bổ sao nó sữa bò bổ, phải không? Cỏ bổ chứ, cho nên nói không bổ thì mấy người sai đúng. Mà thầy ăn thầy sống được đâu phải có nghĩa là cỏ chứ chất bổ đâu, mà con bò con trâu có thằng biết nó làm nặng lắm mà không tài được, còn mình có tạm chứ gì. Vậy mà nói cỏ không bổ thì cũng được, cho nên thầy thấy đơn giản quá. Bây giờ cỏ làm sao mà ăn cho hết, nó ăn rồi cái bắt đầu vài ba bữa cái nó lên hay mà nó ngon không ai không nữa, mà lúa gạo thấy rồi bộ khổ các con biết khổ rồi này lại tập tham, cho nên lũ lụt bởi vì tham rồi, cho nên lũ lụt bão tố đều là nếu mà mọi người đều sống thì tập được năm giới thôi thì không có bão tố. Tại sao bão tố nó còn thấy nó hiện ra chỗ này, mà rồi sao nó đi tẹt lên, mà sao nó đi thẳng lên? Tại sao vậy? Tại chỗ này nó có thiện, từ từ thiện, nó đẩy đi. Mà nếu không khéo ở đây là má một cái nó quay lợi đó. Không, thầy nói thật mà. Từ trường ác nó gặp cái ác mà nó hút nha. Tôi ưng nó hút. Chỉ sống thiện thì nó còn chỗ đây. Cái nơi nào mà cái người thiện ở nhiều, nó sẽ không chạy. Còn cái nơi nào mà chúng ta coi chừng thì dùng mà bắt cá lúc nào cũng giết hại lại, cái dùng đó là dùng cái đó.
Thầy nói mà cái vùng mà ở sông ở biển mà chài lưới thì cái vùng đó là vùng sạch. Cái vùng ở núi mà đi săn mà thú dập đi thủy dọc rồi thì đó là thứ mà nó sẽ sập nhà, sập nhà. À, mưa nhiều thì bắt đầu nó lỡ núi chứ gì. Nhà cửa mấy cái ông đồng bào thượng ở đó săn bắn ăn thì nó tụt xuống hố chứ không. À, thì hiện tượng bây giờ mình thấy rồi. Còn sống như bình thường mà. Có cái gì anh biết là nó đừng được hại chúng ta được hại được. Thì hơi đỡ. Cho nên thì rồi thì đi họp với mặt trận. Nó tỉnh nào nó có khổ quá đi nó tin được rồi. Đúng rồi, thầy nó nói Tây Ninh này tôi nhiều lắm mà. Ở đâu cũng vậy, Tây Ninh tôi quá đi. Cho nên Tây Ninh nó mới yên như thế này. Không khéo nó ngập lụt hết. Nó không lũ, không bão, nhưng mà nó ngập nó cũng hư hại. Không hay, thấy đất ruộng mình cũng hư gió. Tới bây giờ cũng thấy thế. Mấy con đi vô cái vùng này, cái chùa đó. Nó không khổ. Mà thầy nói đúng là Tây Ninh tôi nhiều vậy. Thì thời tiết với tất cả cái gì nó cũng bị ảnh hưởng qua cái gì. Cho nên ví dụ như một người ở trong gia đình mà trong gia đình có 5 người mà chỉ một người làm được, nó đã tạo cái duyên rủ cho gia đình nó rất là bình thường. Thì nó một người thôi, một người giữ giới cho trọn vẹn. Nhưng mà không ngờ trong gia đình những người khác tuy là họ không giữ giới nhưng họ cũng đã bệnh tình tai đạo quả xảy ra cho gia đình. Chỉ có một người thôi mà nó lôi hết cả cái gia đình nằm. Một người làm thiện mà nó chuyển tả cái ác của cái trùng nhân quả đó. Mà nếu mà trong 5 người ở trong gia đình mà luôn sống thiện với nhau hết, không tai quả, không tai nạn, không tai nạn giao thông gì xảy ra cho gia đình. Bệnh tật nó không đào trời giúp đầu ra kia cắt mớ xả vô xong cái hết khỏi thì không nữa. Nó đào sơ, nó đào cảm, nó đào này kia nhẹ nhàng thôi, nó cũng đau, đau ở trong cái thân mình, nhưng nó có được thay vì nó phải nặng thì nó làm nhẹ, nó làm cho cái cả gia đình yên ổn không còn đó. Thế còn nó đau nặng nó đi nhà thương bác sĩ mổ sẽ già, ông già, ông đau, ông yếu đuối, ông yếu khổ thì này chắc là sợ, ông cũng sức tiêu rồi. Lo lắng, đâu có phải ông lo không mà cả gia đình như nào cũng lo, đúng không? Nhưng mà mình xuất hiện rồi thì không lo hết. Thấy không? Nên này mấy con nhớ là thầy chỉ biết, tỉnh lệ, dạ, tiên lên. Mấy con thấy ở gia đình có yên. Mấy con cứ đến đây thì thầy cho ngày bữa cơm, mấy con cho cái tắt thở. Họ có gì mà con à, cho đêm nay con tu cũng vậy, thầy dạy chỉ dạy đúng con. Thì thầy hướng dẫn con cách thức, hồi cái đó là cái gì, không phải phá gì cái này, thì đem lại, học bất cần con. Nói vậy thôi, ở gần với thầy cứ hỏi thầy. À, bất cứ lúc nào, giờ nào, à, ví dụ như, mấy con ở đây đi, có bố, thì mấy con nói, thì con ăn tu, mà bây giờ nó bị hôn thành như vậy à. Dạ, nó tin tưởng như vậy, hình ảnh thì nó hiểu ra vậy. Cô nói với thầy con, có một xíu tự con trình bày này, thầy sẽ gặp. Bây giờ thầy mình xả ra đây, thầy biết liền, nói là thầy biết ở chỗ nào mà. Và thầy đến, thì à, bây giờ con phải ngồi đây tu, thì thầy ngồi đây con tập đi. Hỏi thử coi thì con tập, con xả được chưa? Xả, được rồi, thôi thì về, con ở đây tu đi. Hôm nay không thấy con thấy yên tâm. Có thầy, thầy nói thật sự mấy con biết gì mà có thầy ngồi. Còn trẻ hơn. Bây giờ hôn trầm thì nhiên cũng tới cuộc lưu trước có thầy hồi đó nó cũng sẽ mất. Thật sợ mấy không? Mà không có thầy nó gục á. Cái thầy thầy nó sợ. À, thầy. Rồi bây giờ mấy con hỏi thầy gì hỏi. Rồi thầy vào tâm cái tiếp.